nhà ơi, kỳ trước á, Thao có bạn hỏi Thao là mua những cái loại mà bọc trái cây ở đâu. Tại vì giờ hôm nay Thao cũng chia sẻ luôn là mình mua cái loại này á, là nó có 3 size. Một cái size là vừa bằng một trái ổi, nhưng mà sometimes trái ổi nó bự quá, mình phải dùng cái size lớn hơn. Thì cái size hơi lớn hơn á, là cái size trung. Còn cái size này á, là bằng hai cái gang tay của mình, là size lớn. Thì xong nhiều khi á, mình trồng nho á, nó nguyên chùm bự thì mình dùng cái size này. Còn Thao sẽ để cái link ở dưới á, để cho các bạn mà nào muốn mua á, thì mua. Tại vì bây giờ mấy con sóc á, nó nhiều lắm, nó ăn cây của mình hết á. Thì khi mà đó, nó có ba loại, một cái loại bự như vậy ha, rồi một cái loại nhỏ như vậy để mình bỏ trái táo nè, trái lựu hoặc là trái ổi gì đó, là nó bề dài của nó, bề cao của nó một gang tay thôi ha, là cái size nhỏ. Còn size trung của nó nè, size trung của nó là một gang rưỡi ha. Thì cái này á, nó tiện một cái á, là khi mà mình bọc trái cây á, nó có hai cái đầu này nè, mình thắt lại rất là dễ dàng. Có nhiều cái loại á, thì coi chừng nha, nó chỉ có một bên này thôi, thì khi mà mình gài lại nó hơi khó, thì nó sẽ bị giống như là nó không có đều á, thì nó khó hơn là mình nhớ là mình phải có hai bên. Nhiều khi mình mua lầm á, là có một bên không thì nó sẽ không có tiện cho lắm á. Thao sẽ để cái link ở dưới, rồi có gì cả nhà mình nhớ vào mua, cũng như ủng hộ Thao luôn. Tại vì cái link đó là giống như là mình affiliate với lại Amazon á, rồi mình dùng những cái sản phẩm nào mà mình đã xài rồi mà thấy tốt á, thì mình giới thiệu cho những người mà bạn bè của mình, thì sẽ dùng được đúng như những cái gì mà mình đang dùng á. Đó thì nó tốt hơn là mình lên trên Amazon thì mình không có nhiều loại quá, mình không biết loại nào á. Thì cái này á, là 120 bao, mỗi cái vậy là 40 cái, mỗi size như vậy là 40 cái, thì nó khoảng mình nhớ đâu đó là khoảng hai mươi mấy đồng, để Thao coi lại nha, thì cũng hai mươi mấy đồng gì đó, thì Thao nhớ là như vậy, hoặc 20. Đó, thì giờ mình chuẩn bị ra mình bao lại mấy trái ổi. Tại vì á, mới đầu á, trái ổi của Thao nó nhỏ, Thao dùng cái size nhỏ này, bây giờ Thao thấy nó quá bự rồi, nó bự ra đây rồi, bây giờ mình phải ra mình đổi lại cái size này đó. Thì mình không ngờ là cái ổi cuối mùa mà, nhưng mà nó cũng vẫn phát triển, thì mình ra mình đổi lại cái size nha. Rồi bây giờ mình ra mình trùm lại mấy cái cây á. À, tự vì vậy nè, cả nhà mình thấy cái trái này không, nó quá bự đi, nó quá bự, thành ra mình mở ra để mà mình trùm lại cái bịch bự khác. Mà cái này mình mở ra đó, mình rửa lại rồi năm sau mình xài lại được nha, nó rất là tiện. Thành ra nó chật quá nè, cả nhà mình thấy nó chật lắm, nó chật quá đi. Mà cái ổi này nó vẫn chưa có chín à. Lấy ra không được luôn á. Nó nói mình là phải lấy kéo mình cắt, nó bự quá lấy ra không được luôn. Mà nhờ có mấy cái này mà trái ổi nó mình còn nguyên vẹn à. Hả? Không, nhưng mà ý em nói là cái này nó chưa có mềm á, mình bỏ xuống á mình ăn cũng không có được ngon á. Rồi còn cái trái này nãy là nó bự quá, Thao định vô lấy cái bao bự đâu anh, cái bao bự đâu. Ừ nè, mình lấy cái bao bự mình lấy lại. Đó, cái bao bự này nè, làm lại để coi nó bự cỡ nào nha. Giờ mới thay đây.
Còn qua đây mình cắt. Cái này nó quá bự, mình không có bỏ luôn cái vỏ này dạ. Luôn hả? Đâu có. Lấy đi, cầm đi, anh lấy ra thử coi được không? Trời ơi. Thì đó có mấy cái anh lấy ra được á. Ủa này nó quá bự rồi. Nó bự quá rồi, thôi được rồi anh. Nó bự quá rồi. Rồi thôi cắt luôn. Để coi mình cắt luôn, mình thay cái mới để làm chi? Để mình coi nó bự thêm cỡ nào. À, chứ nếu mà mình cứ hái vô thì mình không có biết được nó bự cỡ nào không. Đó, nó chưa có rụng mà anh, thì nó chưa có chín đâu. Đó, nó bự ghê không? Mình cắt luôn, coi như mình khỏi xài cái đó ha. Xong mình bỏ nó vô. Đó, hai cái mình mua cái loại á, mình mua cái loại mà hai bên nó rút lại á, đó, thì nó rất là dễ. Đó, mình hai mình cầm kéo hai bên thôi, đến lúc mình mở ra mình cũng kéo okay, hai bên. Đâu, okay, kéo hai bên nè. Cái lúc mình mở ra thì mở ra dày ha. Ở dày ha. Còn lúc mình kéo ra dày nè. Đó, nó rất là dễ nha. Xong. Rồi cái này hai trái này cũng phải tháo ra được luôn. Đừng có để nó too late. Đừng có để nó quá bự rồi mình không có mở được, rồi lần sau mình không có xài lại được, phải không? Là năm nào mình cũng phải mua mất công. Ra mình mở ra luôn. Anh nhìn ở đây. Đó, mình mở ra luôn. Đó. Rồi. Thì bắt đầu mình bao này lại là có người dùng cái loại mà size lớn nhất á, mình trùm cho hai cái trái ổi luôn. Đó, mình trùm cho hai trái ổi luôn. Đó. Mặc áo cho ổi. Mặc áo cho ổi. Cả nhà biết làm sao, tại sao Thao đeo mặt nạ không? Tại sao mọi người biết hôm nay Thao đeo mặt nạ không? Tại Thao bị Covid đó, cho nên được nghỉ làm ở nhà. Thì xong rồi ở trong nhà phải đeo mặt nạ vậy đó. Thật ra bị Covid Thao không có bị hành nhiều. Không, còn trái này. Đó. Còn mấy trái này nhiều lắm em. Ừ, đó, mấy trái này mình phải mở ra. Tại vì cái trái ổi của Thao là không phải là giòn xanh ngọt, phải không? Thành ra mình phải năm đầu tiên mình đâu có biết đâu mà nó bự cỡ nào đâu mà mình trùm. Cho nên mình trùm cái size nhỏ. Ai nhà bây giờ nó lớn quá. Thì mình sẽ trùm lại. Đó, trùm lại cái size giờ này. Dạ. Mấy cái này á, cái bao này mình rửa sạch ha, rồi năm sau mình xài lại. Đó, rồi, nó bự hơn, rồi dưới nữa, thấy không? Bây giờ mình lấy một cái bao bự đi, mình trùm hai cái trái ổi cùng lúc luôn. Còn cái bự hơn nữa. Có cái bự hơn nữa. Được rồi, để cái vô ha. Giờ hai trái ổi. Đây anh. Bây giờ hai trái ổi này nó dính nhau nè. Đó. Thì mình mở ra xong sau đó mình trùm hai cây một lúc luôn. Đó. Lấy cái này bự nè. Lấy cái ổi bự mình trùm luôn. Nó tiện ghê không? Mình khỏi tốn hai cái. Mình khỏi thay, thấy không? Cái bự chát à. Cái này thay luôn đi, mốt nó bự lên luôn. Thôi, em nghỉ hết mùa rồi anh. Thôi kệ vậy như đây được rồi. Rồi cái này ha. Cái này luôn. Trời lạnh chứ không có
lớn nữa. Ừ, trời lạnh không có lớn nữa đâu, thì mình làm cái size nhỏ dành cho một cái lựu thôi, em nghĩ một cái lựu thôi. Hoặc là những cái vườn nào mà nó quá sai trái anh cho chim ăn luôn một ít cũng được, không sao. Mà tại vì mình lâu lâu mình có, mình cưng quá thành ra mình mới làm như vậy. À. Ồ, trái này cũng bự quá nè anh, mà có một trái một à. À, quá bự luôn. Mặc áo cho ổi. Ở cái này không được, cái này một một cái thôi. Cái này nè anh, xà xuống cái đất luôn nè. Ôi giời ơi, cái này xà xuống cái đất luôn. Vậy đó, vậy đó. Không đừng mạnh quá nó thở anh. Đó. Rồi. Còn hai kia. Hai kia hả? Ồ, còn hai này nữa. Trời ơi, quá trời. Mình bị Covid nhưng mà mình không có cái triệu chứng gì nhiều. Mình chỉ mấy ngày trước thì mình hơi ho ho một chút. Rồi giờ mình lấy cái bự mình làm tiếp. Này, đợi một chút. Mình mặc áo cho ổi đây. Mặc áo cho nàng. Đó, hai trái ổi xong rồi, thêm qua đây một cái nữa anh. Một cái một thì mình lấy cái size trung rồi. Good. Con đã quá ha. Đã quá. Mai mốt mình trồng cây mãng cầu mình ăn nữa. Cây mãng cầu nè, cây lựu nè. Đó. Đây là những cái bao mà mình đã xài rồi nè. Thì tùy, nếu mà mình sang thì mình dục, còn không á thì mình giữ lại, rồi có gì mình rửa sơ qua, mình giặt sơ qua rồi mình để ráo, rồi năm sau mình xài tiếp nha. Thôi bây giờ Thao cũng đã đến giờ đi. Thì tạm biệt cả nhà mình nha. Rồi nhớ mua những cái này nè để bảo vệ những cái cây của mình. Sao Thao xin hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới. Giờ bye nha. Bye.